Kính thưa quý vị và các bạn, theo thực tế giải quyết các vụ án dân sự thì tranh chấp đất đai giữa những người trong gia tộc với nhau chiếm tỷ lệ rất lớn, bởi vì giá đất hiện nay tăng lên rất nhiều so với trước đây. Cũng chính từ đây tình cảm anh chị em trong gia đình mất đi và giá trị đạo đức cũng chẳng còn khi mà họ không từ bỏ thủ đoạn nào để giành quyền lợi về phía mình. Và tiểu phẩm Đất thờ gia tộc mà quý vị theo dõi ngay sau đây sẽ phản ánh phần nào của thực trạng này. Chết luôn mà ngày nay trời mưa gió nữa, nó lạnh nó đổ mùa đau cũng chết luôn. Ai bây giờ vậy nè, gì nữa ai lâu lắm rồi mình mới đi ra ngoài mình đốt nhang cho ông bà, nhưng mà bây giờ vậy nè, giờ tôi hỏi Sáu nè, cái miếng đất đó đó là miếng đất từ đường của ông bà để lại, bây giờ tính sao đây? Tính sao giờ thì bảy nó nói rồi, bây giờ thì để nó ở đó nó giữ thì nó lo luôn, chứ tính sao giờ? Trời đất ơi, nói sao vậy mà được? Cái miếng đất đó đó là nó thuộc quyền của nhiều người mà để cho nó giữ làm sao? Thì biết rồi, nhưng mà bây giờ đó vậy nó ở đó phải không? Rồi bây giờ nó lo nó đóng thuế má nè, rồi nó cúng nó thờ cúng ông bà mình, bây giờ cho nó canh tác luôn chứ giờ sao? Biết, người ta nói á, để lâu cứ trâu quá bùn, nó ở ở xong xuôi rồi mai mốt á là coi chừng nó thành của nó đó, đó liệu á. Vậy chứ bây giờ chị tính sao giờ, chứ tôi muốn cử ai ra giữ bây giờ? Thì bây giờ lựa người rồi mình ấy nhờ đó mà cho họ giữ. Lựa gì thì nó đó, nó với còn gì ai nữa. Nó là một, tôi cũng sợ nó quá rồi, sao biết không, mà còn á chưa kể con vợ của nó rằng nó một còn con vợ nó tới 10 lận, mai mốt đi rồi biết ha, thành của nó luôn đó. Trời ơi, chị lo xa quá rồi chị ơi. Nhưng mà em nói chị nghe, đất là đất của gia tộc mình, không có dám bán đâu. Trời đất ơi. À, dò xong dò bể thì dễ dò, nào ai lấy thước mà lo lòng người, làm sao mà biết được cái chuyện đó mà lo nói trước. Chứ bây giờ chị ý chị muốn sao giờ? Thì tôi nói bây giờ á cũng phải họp gia tộc lại ha, rồi á cử người nào á ra, chứ còn để như vậy không có được, mai mốt ăn sao nói sao với người lớn. Ồ nhưng mà chị yên chí đi, nhưng mà nếu nó có bán thì nó cũng phải chia cho mình thôi. Trời đất ơi, nói sao vậy mà cứ nói không biết nữa. Tôi nói á, đã tôi báo trước rồi, cái chuyện đó không có được nha. Nè, mai mốt á, nó đem hũ cốt của ông bà mình đi vô trong chùa, nó để đó, rồi xong nó bán, vậy thôi. Ôi trời ơi.